Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn về các cái lệnh transform trong menu edit. Để mà thực hiện transform thì chúng ta phải chọn được một cái layer, chọn được một cái đối tượng nào đó. Đó. Ở đây ví dụ như là tôi sẽ chọn hết tất cả các phần màu trắng nền này. Sau đó thì Ctrl Shift Y đảo ngược, ngủ chọn lại để tôi lấy cái thằng đầu bếp này. Ctrl G để nhân bảng nó lên thành cái vùng ảnh mà tôi cần. Vậy tạm thời tắt đi, chúng ta nhìn thấy cái thằng này. Để thực hiện transform thì chúng ta sẽ vào menu edit và chúng ta vào menu transform. Hôm trước là chúng ta mới chỉ đề cập tới cái phần là lật ngang đúng không? Và quay theo 90 độ. Tuy nhiên là các lệnh transform này thì nó phong phú hơn nhiều. Chúng ta có thể là nghiên cứu tiếp tục những cái thao tác transform khác. Ví dụ như là tôi chọn scale. Lúc này thì tôi sẽ có một cái bounding box hoặc cái hộp điều khiển bao xung quanh cái đối tượng mà chúng ta đang chọn. Và bằng cách là bấm vào một trong những điểm điều khiển ở hông hoặc là ở đỉnh hoặc đáy hoặc là ở góc thì chúng ta có thể co duỗi để chúng ta thay đổi cái kích thước của cái vùng điểm ảnh này. Đây là co duỗi thay đổi kích thước theo chiều ngang, co duỗi thay đổi kích thước theo chiều dọc, hoặc là ta bấm vào góc và co duỗi thì nó thay đổi cả hai chiều cùng một lần, cả chiều ngang lẫn chiều dọc. Tuy nhiên lưu ý là khi chúng ta co duỗi ở góc thì nó sẽ một lần mà nó thay đổi cả hai, cả chiều ngang lẫn chiều dọc, nhưng nó lại không đảm bảo cái tỷ lệ gốc. Do đó nếu mà chúng ta muốn co duỗi thay đổi thì chúng ta nhấn giữ thêm phím Shift thì lúc này thì nó sẽ thay đổi về mặt kích thước, nhưng mà nó sẽ giữ được cái tỷ lệ giữa hai chiều. Sau khi mà chúng ta co duỗi nó tới một cái kích thước mà chúng ta cảm thấy hài lòng rồi thì các bạn xác nhận là kết thúc thao tác bằng một trong ba cách: nhấp nút chuột Enter hoặc bấm vào nút Commit ở trên thanh Option để xác nhận cái thao tác transform này. Thì đây là cái đầu tiên là scale, tức là co duỗi thay đổi tỷ lệ. Thao tác thứ hai mà chúng ta có thể làm là rotate. Nhấn vào rotate thì cái khung điều khiển nó cũng hiện ra. Tuy nhiên là chúng ta sẽ thấy chúng ta có hai cách, một là trỏ vào nó để di dịch vị trí và hai là đưa ra ngoài, thì bất cứ vị trí nào nó cũng sẽ là thành mũi tên hai chiều như này. Và nhấp giữ chuột thì chúng ta có thể là xoay đổi cho cái đối tượng của chúng ta nó quay theo một góc mà chúng ta cần. Và sau khi mà chúng ta quay đổi tới cái góc mà chúng ta cần rồi thì cũng có cái thao tác là kết thúc hoặc là nhấp đúng hoặc là Enter hoặc là Commit ở trên này. Đấy là thao tác quay. Tuy nhiên thao tác quay thì còn tồn chứa thêm một cái yếu tố nữa như thế này. Đó là chúng ta có thể thay đổi cái tâm quay. Tâm quay là cái điểm này. Và chúng ta đưa chuột vào đúng cái điểm tâm quay đó. Chúng ta có thể lôi nó đi tới vị trí mới. Chúng ta đặt cái tâm quay vào vị trí mới thì đối tượng của chúng ta sẽ quay theo cái tâm mà mới được thiết lập đó. Đây, ví dụ tâm tôi rời lên mắt thì bắt đầu nó quay theo cái trục quay là cái mắt. Tâm kéo xuống miệng thì nó quay ở miệng. Và nếu thích thì chúng ta có thể đưa hẳn ra bên ngoài. Tâm quay là thứ có thể thay đổi vị trí được. Sau khi mà quay xong, hài lòng rồi, Enter, xác nhận. Đấy là thao tác quay nhé. Tiếp tục này, chúng ta sẽ có lệnh skew. Với lệnh skew thì khi mà chúng ta đưa chuột vào những cái điểm điều khiển ở giữa như thế này thì chúng ta có thể là gì đấy, xô kéo xiên cái đối tượng của chúng ta đi, đặt ở chiều nào, co kéo theo cái chiều tay kéo thì cái hình của chúng ta nó cũng sẽ bị gì đấy, làm méo đi, xô nghiêng đi theo cái tay kéo của chúng ta. Hài lòng rồi, nhấn Enter hoặc nhấp đúp chuột để xác nhận cái thao tác skew đó. Sau skew thì chúng ta có lệnh distort. Distort thì nó hơi đặc biệt, tức là nó cho phép chúng ta là co kéo và điều chỉnh theo một cái cách bất quy tắc, có thể là làm biến dạng cái hình đi rất là nhiều. Ví dụ như là tôi bấm vào đây, tôi kéo
thì nó vẫn còn là gì đấy ạ, kéo theo chiều nào cũng được. Đây này, bình thường nhá thì các bạn thấy là ở những cái hông này thì tôi chỉ có thể kéo ngang ra theo cái kiểu là gì đấy ạ, co giãn về kích thước chiều ngang thôi. Nhưng mà đối với distort thì tôi có thể là gì đấy, di dịch, lật, xoay bất cứ cái hướng nào với lại các cái ở hông như thế này. Còn ở ở góc này tôi có thể là kéo đến mức độ như thế này, nó không tuân theo quy tắc nữa đấy. Và kể cả bây giờ tôi lật ngược lại, tôi vặn chéo nó đi như thế này này, kể cả đến mức độ như thế này, thì đây là thao tác distort cho phép là co kéo bất quy tắc, phá vỡ hết cấu trúc, phá vỡ hết quy tắc đi. Thì đây là kết quả. Đấy. Tiếp nữa, đây, bây giờ undo lại vài cái để lấy một cái kích thước tầm tầm đây này, để chúng ta nói tiếp về một thứ nó gọi là perspective hay là phối cảnh. Tôi nhấp vào perspective thì hộp Bonibox vẫn hiện ra, nhưng khi tôi kéo một điểm này thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ có sự tương tác với lại cái góc phía dưới hoặc phía trên, và nó sẽ thu lại theo cái quy tắc là có gần có xa. Những cái nào mà gần chúng ta thì nó to, những cái nào mà xa chúng ta thì sẽ nhỏ. Đấy, đây, nó sẽ có những cái quy tắc biến dạng theo cái sự phối cảnh có gần có xa, có đầu to có đầu nhỏ. Và làm xong thì nhấp nút chuột xác nhận thao tác, và đây là kết quả của perspective. Sau perspective thì chúng ta có một thứ gọi là warp. Thì cái này nó sẽ biến dạng theo một cái cung cách hoàn toàn khác. Khi tôi nhấp cái lệnh này thì nó sẽ phủ một cái lưới vào xung quanh cái hình này bằng cách là bấm vào những cái tay đòn điều khiển ở đây, hoặc là bấm vào các điểm điều khiển chính. Khi mà chúng ta co kéo, chúng ta thay đổi cái hình dạng của cái lưới này thì chúng ta có thể làm sao đây ạ, làm móp méo cái lưới đi. Và khi lưới chúng ta biến dạng đến đâu thì cái hình của chúng ta nó sẽ làm sao đây ạ, vặn theo đến đó. Nó giống như là một cái, chúng ta có vò bóp vặn xoáy một cái mảnh đất sét, đúng không? Và nó sẽ làm cho cái hình của chúng ta biến đổi theo một cái cách mà nó hoàn toàn không có quy tắc gì ở đấy hết. Đây là kết quả. Thế còn những cái ở dưới cùng này thì nó rất là dễ rồi. Quay 180 độ, quay 90 độ theo chiều kim đồng hồ, quay 90 độ ngược chiều kim đồng hồ, lật theo chiều ngang, lật theo chiều dọc, thì cái này không cần phải giải thích nhiều nữa. Tuy nhiên thì ở phía trên này chúng ta có một cái lệnh nó gọi là lệnh again. Again này là cái gì? Again này là cái lệnh nó sẽ giúp chúng ta nhắc lại một cái thao tác trước đó đã làm, và lần này thì tôi không cần phải điều chỉnh nữa mà tôi chỉ cần again, nó sẽ lặp lại giống hệt như thế. Ví dụ như scale, tôi co cái này là kích thước khoảng từ này, đúng không? Thì nó sẽ tính là co lại khoảng bao nhiêu phần trăm. Sau đấy thì nếu mà tôi nhấn lệnh again thì nó lại dựa trên cái tham số mà thao tác trước đó, nó lặp lại một lần nữa thì nó sẽ như thế này. Thì đấy là cái thao tác again. Tuy nhiên là thao tác again này thì nó không áp dụng được cho trường hợp perspective. Riêng cái warp này, cái này thì nó sẽ không làm được, vì là cái thao tác mà warp này nó quá là phức tạp. Nó có rất là nhiều đầu mối bị thay đổi, cho nên là nó không thể nào mà nó lặp lại được ở trên cái lần kế tiếp với lệnh again. Thế còn những cái lệnh khác thì nó cho phép các bạn là again được nhiều lần. Thì đấy là cái thao tác mà chúng ta có thể làm với lệnh transform. Tuy nhiên thì ngoài cái transform này thì chúng ta còn có một cái lệnh nữa, nó gọi là lệnh free transform. Lệnh free transform thì nó là một thứ tổng hợp mà all in one, tất cả trong một, và gần như là chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ với một lệnh free transform duy nhất, với cái sự tham gia của các cái phím điều khiển.
ví dụ như nhấn giữ Control hoặc là Shift hoặc Alt hoặc là kết hợp Shift với Alt rồi Control ở trong các thao tác với các cái phím hỗ trợ tùy biến thì nó sẽ tương ứng với những lệnh mà chúng ta đã biết khi mà làm thao tác đơn. Đây ví dụ chúng ta chọn lại cái này nhé, Major one này, Shift Major one, Control Shift E đảo ngược vùng trọng, Control G nhân bảng lên. Và đây chúng ta làm thử với lệnh Free Transform. Các bạn có thể nhấn phím Control T để thể hiện cái hộp Warning Box. Ví dụ như là Scale thì đây, Scale thì cái này với Scale kia thì không khác gì nhau, đúng không? Ngoài ra thì chúng ta có thêm một cái thao tác nữa là nếu như mà chúng ta nhấn giữ Alt nhé, nhấn giữ Alt trong quá trình mà Scale ấy thì nó sẽ tạo ra những cái tương tác ngược chiều. Đây bạn nhìn này, đáng nhẽ ra bình thường tôi kéo chiều nào thì nó co duỗi chiều đó, nhưng nếu mà tôi nhấn giữ Alt trong lúc mà tôi co duỗi thì đầu bên này co bao nhiêu, duỗi bên bao nhiêu thì đầu đối diện, cạnh đối diện nó cũng sẽ co duỗi theo bấy nhiêu nhưng theo chiều ngược lại. Đây trên cao này cũng thế này, bên hông này thế, còn ở góc thì nó sẽ tính thì từ tâm đấy. Lúc này cả bốn góc cùng tương tác như nhau, và nếu muốn giữ đều tỷ lệ thì giữ Shift thì nó sẽ co duỗi từ tâm mà nó giữ tỷ lệ. Thế còn quay thì cái thằng này nó hiện ra tâm quay luôn rồi, cho nên cùng ở trong cái Free Transform đấy thì tôi có thể quay được luôn, tôi có thể dịch chuyển cái điểm tâm quay được luôn. Thế còn ví dụ như là skill này, rồi thì perspective này, rồi distort thì lúc này chúng ta sẽ nhấn giữ thêm các cái phím hỗ trợ như là Shift, Control hoặc Alt để mà chúng ta xử lý. Ví dụ như là tôi bấm giữ phím Control này thì tôi bấm vào điểm giữa như thế này thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi có thể skill bất kỳ cái hướng nào tôi muốn, đúng không? Nếu mà tôi bấm vào giữa đấy. Thế còn nếu mà tôi nhấn phím Control mà tôi lại kéo ở góc chẳng hạn thì đây, cái này thì nó cũng hơi hơi giống như là gì đấy ạ, hơi hơi giống như perspective nhưng mà vẫn chưa phải là tương tác hẳn nhé. Nếu như mà bây giờ tôi giữ là gì đấy, Control Alt Shift thì lúc này tôi sẽ có gì đấy ạ, thao tác giống như perspective đấy. Thế còn ví dụ như giữ Control không thôi thì tôi vặn xoắn các thứ để tôi tạo ra cái distort thì là đương nhiên rồi. Thế còn riêng cái lệnh wrap thì nó đòi hỏi là phải có cái thao tác đặc biệt, có nghĩa là tôi phải bấm vào cái biểu tượng wrap ở đây thì nó mới phủ cái lưỡi cho tôi để tôi có thể là hiệu chỉnh. Thì về cơ bản thì cái lệnh Free Transform thực ra thì nó dùng tiện hơn so với là lệnh Transform đấy. Thế còn riêng mấy cái phần xoay và lật thì muốn xoay và lật theo một cách chính xác thì vẫn nên vào Transform hơn là Free Transform. Thực ra thì Control T ở đây thì chúng ta vẫn có thể là bắt nó quay một cách chính xác bao nhiêu cũng được đấy, nhưng mà lật thì nên vào trong thì lệnh lật đó nó sẽ ổn hơn là chúng ta làm một cách thủ công. Thì đó là cái thao tác Transform và Free Transform. Tuy nhiên thì trong thực tế thì ngoài cái việc là Transform này thì nó đang làm việc co duỗi một cái layer với lại các điểm ảnh ở trên layer đó. Thế nhưng mà đôi lúc tôi lại cần những cái thao tác mà nó hơi đặc biệt một tí. Ví dụ như là tôi có một cái bức hình mà tôi lại muốn là co duỗi cái layer đó, nhưng mà tôi không muốn biến dạng một cái thành phần nào để trong đó thì dùng cái lệnh Transform thôi thì không đủ. Do đó thì Photoshop đã cung cấp cho chúng ta thêm một cái biến thể nữa, nó gọi là Content Away Scale. Thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần Content Away Scale.